À, vâng chào anh chị sau khi nghiên cứu phương án thì bên đội ngũ kiến trúc đã <laughs> đưa ra cái phương án thế này anh chị nhé ở đây là phương án mà anh anh em đã đưa ra dựa trên ý tưởng của anh chị thì theo quan điểm cá nhân của em, em thấy cũng khá hợp lý à, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian để khách à, để xe này tiếp đến là hệ cửa đẩy thì chúng ta sẽ vào phòng khách đây có chiều rộng là 4 m à, cầu thang chúng ta sẽ dài 3 m 3 và tiếp đến là khu vực uh, phòng ăn phòng bếp của chúng ta đây thì sẽ tận dụng được cái không gian dưới gầm cầu thang để chúng ta để tủ lạnh và cuối cùng thì chúng ta có cái một cái, cái mảng sân ướt gọi là sân sân ăn để view ra vườn đây rất là thoáng cho cuối cùng bởi vì cái cái việc thoáng cũng là một phần thì thứ hai nữa là có cái giếng trời từ trên xuống thì lấy ánh sáng và đưa gió tự nhiên vào trong nhà này thì sẽ rất là thoáng cho ngôi nhà anh chị nhé ok để anh chị nhìn rõ hơn thì em có thể ẩn đây để anh chị nhìn thấy cái không gian bên trong nhà của mình như thế nào đấy ok à, kiến trúc của tầng 1 thì như thế này với kích thước là phòng khách 4m này. À, chúng ta có diện tích là cả phòng khách à, phòng khách lẫn cái không gian của một nửa cầu thang đây là 15m21 và còn lại một nửa cái không gian diện tích ở đây nữa thì là 11m87 và khu vực sân ướt là 1,7m vuông Ok mời anh chị lên tầng 2 tầng 2 thì chúng ta sẽ có là hai phòng ngủ Đấy, một vệ sinh chung Đấy, với tầng 2 thì chúng ta sẽ có diện tích sơ bộ như sau à, khu vực phòng ngủ cuối cùng thì chúng ta sẽ có diện tích là 9,06 à, hành lang chúng ta sẽ tầm khoảng 99 phân khi mà ra đát xong các bạn nhé Ok nhà vệ sinh thì 2,6 mét vuông và phòng này cũng hơn 10 mét vuông thì ở đây thì à, phòng ngủ số 1 à, phòng ngủ số 2 của chúng ta anh chị có thể nhìn thấy chúng ta sẽ xây lửng lên như thế này và sẽ đắp kính vào đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian cũng xanh thoáng và chúng ta sẽ mở cửa sổ đẩy đây để, để với tay ra đây ngoài ra chúng ta sẽ có một cái tủ âm tường như thế này để cho gọn nhà Bên này thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ đẩy ba cánh và đua ban công ra tầm một khoảng 1 mét một như thế này thì sẽ làm cho một cái không gian cho nó trở nên xanh và thoáng với phòng ngủ của chúng ta. Ok, lên tầng 3 thì đối với cái bài toán của chúng ta ra là làm sao cho diện tích sử dụng nó có thể là nhiều nhưng mà chi phí xây dựng thì xuống thấp thì uh, chúng ta có thể là làm như thế này uh, chúng ta chỉ bố trí một phòng thờ phía trước này là với diện tích cho bé thôi chiều rộng uh, trục địa, tim đến tim thì tầm khoảng là 1 mét 9 và một phòng kho nhỏ phía sau là uh, khu vực của sân phơi thì chúng ta có thể làm cái chuồng cọp đây và chúng ta sẽ làm một sân phơi phía này hoặc là sau này khi mà biến đổi công năng thì chúng ta có thể là biến đổi đây thành một cái phòng ngủ phía trước này thì chúng ta có thể là sân phơi phía trước hoặc là đẩy phòng thờ lên phía trước luôn và chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nữa nếu mà gia đình mình thực sự là cần. Ok, đây là cái phần toàn bộ công năng à, sử dụng cũng như là mô hình 3D của ngôi nhà thì anh chị nhìn vào đây và anh chị cảm nhận và xem giúp em là à, có nội dung gì cần điều chỉnh, chỉnh sửa như thế nào thì anh chị mình cùng nhau trao đổi và phát triển anh chị nhé. Cảm ơn anh chị.